Cây Trần lên tiếng về tranh chấp bản quyền. Cây Trần và Nguyễn Khoa đang tranh chấp bản quyền ca khúc Tết Đong Đầy, Chuyện Tình Tôi. Hai bài hát được phát hành cách đây 3 năm với lượt xem lớn. Tối mùng 3 tháng 1, công ty quản lý của Cây Trần chính thức lên tiếng về vấn đề tranh chấp bản quyền ca khúc Tết Đong Đầy. Trong thông báo đầu tiên về vụ việc, đại diện Cây Trần tuyên bố thời gian qua, chính Nguyễn Khoa vi phạm luật sở hữu trí tuệ khi tự ý kinh doanh bản ghi và sử dụng hình ảnh Cây Trần với mục đích thương mại. Công ty quản lý của Cây Trần đã liên hệ với Nguyễn Khoa để trao đổi về vấn đề bản quyền ca khúc Tết Đong Đầy với mong muốn giải quyết theo hướng ôn hòa có lợi cho đôi bên và đúng theo luật pháp quy định, nhưng Nguyễn Khoa từ chối trao đổi trực tiếp. Những thông tin Nguyễn Khoa đưa ra về quyền tác giả, quyền bản ghi của bài hát Tết Đong Đầy cũng như việc dọa kiện là không chính xác, mang tính bôi nhọ danh dự cá nhân, tập thể. Hiện tại, chúng tôi làm việc theo trình tự với luật sư. Các bằng chứng cụ thể chứng minh bản quyền bản ghi, quyền tác giả của bài hát Tết Đong Đầy cũng như việc sử dụng trái phép bản ghi, hình ảnh của nghệ sĩ Cây Trần đã được thu thập đầy đủ để luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định, công ty Cây Trần nhấn mạnh. Một ngày trước đó, Nguyễn Khoa lên tiếng cho biết bị công ty của Cây Trần dọa kiện vì vấn đề bản quyền hai ca khúc Tết Đong Đầy và Chuyện Tình Tôi Dù Anh Là Người Sáng Tác, ca sĩ thể hiện. Nguyễn Khoa giải thích vào thời điểm sáng tác hai ca khúc và chuẩn bị phát hành, Cây Trần xin thể hiện chung. Sau đó, Cây Trần viết 8 câu ráp cho hai bài và hỏi mua ca khúc, nhưng Nguyễn Khoa từ chối. Khi hai MV vượt con số 100 triệu lượt xem và thu về lợi nhuận khá cao, Nguyễn Khoa chụp lại tất cả khoản doanh thu và phân chia công bằng cho mọi người trong nhóm. Sau đó, Nguyễn Khoa đồng ý để Cây Trần mang hai bài hát đi diễn mà không lấy tiền. Lùm xùm chỉ xảy ra khi tôi lấy lại bản quyền Chuyện Tình Tôi và Tết Đong Đầy đăng lên nền tảng nhạc quốc tế. Lúc này, tôi nhận được phản hồi từ Cây Trần rằng muốn phối lại và đăng lên kênh cá nhân. Tôi không đồng ý và chỉ muốn giữ bản gốc. Còn về phần Cây Trần, cậu ấy vẫn ung dung mang bài đi diễn mọi nơi, quanh năm và tôi cũng không nhận được gì. Sau đó bên công ty Cây Trần nhắn với trợ lý là muốn mua tác quyền hai ca khúc. Tôi vẫn sẵn lòng bán, nhưng tôi và công ty Cây Trần không thể đi đến thỏa thuận chung, Nguyễn Khoa cho biết. Nguyễn Khoa nói thêm sau đó công ty của Cây Trần đòi kiện anh với lý do sử dụng hình ảnh và giọng hát của Cây Trần, trong khi những hình ảnh này và vocal là Cây Trần tự nguyện tham gia từ 4 năm trước. Tôi chỉ sử dụng tư liệu cũ thôi. Mặt khác, tôi cũng nói với Cây Trần là không có ý định kinh doanh và nếu có doanh thu, tôi sẵn sàng chia sòng phẳng. Tuy nhiên, Cây Trần im lặng. Sau đó, quản lý Cây Trần nhắn với đã nhờ luật sư vào cuộc để làm rõ việc Cây Trần là người cùng sáng tác hai ca khúc đó, Nguyễn Khoa cho biết. Anh nói thêm đã bỏ 8 câu ráp của Cây Trần và thực hiện bản nhạc khác cho hai ca khúc. Nguyễn Khoa nói thêm từ giờ Cây Trần không có quyền mang hai bài đi diễn. Chuyện Tình Tôi và Tết Đong Đầy được phát hành cách đây 3 năm. Theo thông tin dưới MV, ca khúc do Nguyễn Khoa sáng tác, Cây Trần phụ trách phần ráp, hai ca khúc được xem là nổi tiếng nhất sự nghiệp của Cây Trần. Kể từ đó, nam ca sĩ thể hiện chúng ở nhiều sân khấu. Cây Trần sinh năm 1994, bước chân vào giới giải trí sau khi tham gia chương trình Ngôi Sao Việt. Anh dừng hoạt động khoảng 4 năm vì những áp lực cuộc sống. Khi trở lại, Cây Trần có một số sản phẩm được công chúng chú ý như Phía Sau Em, hợp tác với Binzy, Chuyện Tình Tôi. Tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, Cây Trần là nghệ sĩ của MTV Entertainment.